chi tiết trước rồi, xong rồi quay được clip rồi bắt đầu ra. Lúc hướng dẫn là không không có quay cái này, tôi tập thôi nè, chỉ đứng dậy thức thứ 10 là quay chân nè, thứ 10 dạ. Bắt đầu chuẩn bị nè, dậy xuống nè, cái này đúng bài bản của nó vậy. Cái này là cái này là chỉ múa chơi thôi, cho nó làm cho nó giãn hết được cái cơ thể ra chứ là chuẩn bị đó đó. Bây giờ đây nè, cái này là chút chuẩn bị thôi, nó không giống thức thứ năm nó kéo vào đây. Bây giờ nó muốn cho cái hạ tiêu chuẩn chuyển động thì nó phải giơ hai tay nè. Cái này là ấn viết bằng ngón cái, ngón áp út nắm xuống, tưởng tượng nắm một cái miếng khăn trải bàn hay cái miếng khăn dưới đất tao lôi nó theo cái này, theo cái đóng quyển tao kéo hay sao, rõ ràng là tao đang kích hạ tiêu một. Còn thứ hai nè, hai tay tao bấm nắm cái khăn trải bàn tao nắm vô đây xé ra, đó là cái trung tiêu đó, căng cái lưng và cái ngực luôn đó. Xong cái thượng tiêu nè, nắm cái này giống con mèo vuốt các bạn, ngửa cái cổ đó là thượng tiêu, xong tôi chống xuống nha. Nhà để ý nó có hai ngón này thôi, tôi để cái ngón cả cái gối này. Đây nè, thắt lưng kéo là sao, ngực muốn tới cái cổ, mình muốn nhanh nhất là đan hai ngón này lại hướng. Mới xong là được ba đường cong rồi phía sau. Xong thì bắt đầu phải kích cho khí nó lên não, là phải quay cho máy quét quay có đó, nguyên cái đường nó đủ hạ tiêu trung tiêu tam tiêu ba tam tiêu sạch đó mới xong, đứng lên thu. Nó tập 5 đoạn riêng ra rõ ràng là rồi, cho tương tự bên phải này. Kinh bên phải này. Quay qua ta phân tách từng cái cho coi, cái này mới chuẩn bị thôi nè. Bây giờ cái màu xanh một là hạ tiêu ra, nó nhẹ nó nằm khúc này. Thật ra cái thắt lưng nó tạo cái vùng nóng cho cái bàn tay, thắt lưng là bàn tay cánh tay trước, cánh tay trong nó màu xanh lên mặt. Đó là được 5 đường kinh. Bây giờ làm 5 đường kinh nó nóng cùng lúc, căng một, căng hai, căng ba, bốn, năm, ngừng đó. Xả xả, bây giờ chỗ cái đầu là cái nơi nó tụ khí, nó dồn nó thành cái khối cầu, nó phải tan liền không thôi nó bị nhức đầu. Đó là xong. Đó cái bài thức thứ 10 nó tập vậy. Đó là căng ngưng xong xả đứng lên nè. Nè, bàn tay thấy không? Bàn tay cánh tay ngoài, cánh tay trong. Ngước đầu. Đó là xả năm năm cái màu xanh đó là thu. Nó rõ lắm á. Hiểu rồi mới thấy cái động tác nó đi đúng bài bản rồi hết. Nó là bạn cái động tác chỉnh kinh 10 có thâu được rồi.